Tôi muốn nói với em về một thành phố biển xanh, nơi gió cát xôn xao ngọt ngào. Quang Đẩu xin giới thiệu với các bạn là yêu thích về văn học nghệ thuật. Hôm nay là Quang Đẩu sẽ giới thiệu cái tác phẩm Bunaga mà Hội Văn Nghệ Bình Thuận đã trao giải trong cái cuộc thi sáng tác ca khúc quê hương Bình Thuận năm 2019 và năm 2020 vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Một tác phẩm viết về tháp bà Bunaga Nha Trang mà Bình Thuận của chúng ta trong ban tổ chức mà phó chủ tịch của Hội Văn học Nghệ thuật là ông Nguyễn Đức Hòa đã ra quyết định trao giải nhất cho tác phẩm Bunaga do nhạc sĩ Hoàng Phước sáng tác. Xin trân trọng giới thiệu các bạn bài nói chuyện của nhà văn Phong Thu Nguyên. Xin chào Phong Thu Nguyên. Kính thưa quý vị và các bạn, người đi xa quê hương như tôi luôn nhớ về cội nguồn với bao trăn trở. Câu ca dao mà tôi nhớ nhiều nhất là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Các bạn có đồng ý với cái câu nói này không ạ? Tôi cũng vậy, tôi nhớ quê nhà, do đó tôi vẫn thường hay vào trong mạng để tìm thấy những cái hình ảnh quê hương của tôi và có thể nhìn thấy những người bạn cùng chung chí hướng, cùng một mục đích và cùng có một tình yêu quê hương như tôi. Thì tôi đã nhìn thấy nhạc sĩ Quang Đẩu mỗi lần mà có cuộc thi ca hát, sáng tác âm nhạc, văn thơ thì anh lại xuất hiện. Anh hay đưa lên cho chúng tôi coi những cái YouTube để nói về bạn bè anh và những văn nghệ sĩ của quê anh đã ca hát, đã sáng tác và đã có những cái chương trình đặc biệt như thế nào. Nhiều khi anh lại cứ thắc mắc, hỏi tôi về một bản nhạc, một bài thơ của bạn bè bị ai đó muốn nổi tiếng nên đã cầm nhầm làm của riêng mình. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng trung hậu chân thành của anh. Nếu một người khác thì người ta sẽ im lặng hưởng hòa bình, nhưng đối với nhạc sĩ Quang Đẩu, anh lại lao vào mớ hỗn loạn, bê bối ba xạo để tìm ra sự thật. Tôi hay nói đùa với anh rằng thời đại này cái máu yên hùng sẽ làm cho nhiều người ghét, đôi khi mang họa vào thân. Nhưng anh đâu có tin, anh đã gửi cho tôi xem chương trình trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc quê hương Bình Thuận vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Cái chương trình này đã làm cho tôi rất là ngỡ ngàng. Không phải chỉ có một mình tôi mà các bạn tôi vào xem chương trình cũng đều có ý kiến. Họ rất là lạ lùng vì bài hát Bunaga của tác giả Hoàng Phước đã được chấm giải nhất. Bài hát thứ hai là Phan Thiết Trong Tôi của nhạc sĩ Vĩnh Lộc chiếm giải nhì. Giải ba là bài hát Lãng Đãng Thu Về của nhạc sĩ Phan Anh Dũng. Theo chủ đề của ban tổ chức đưa ra và cũng công bố trên trang website Bình Thuận Online, thì ông Nguyễn Đức Hòa đã viết như thế này. Cũng có thể ông Nguyễn Đức Hòa và ban tổ chức thì đúng hơn. Trong đó có ca ngợi về đời sống, sự thành công của đảng và nhà nước, về quê hương, ca ngợi quê hương, ca ngợi dân tộc, ca ngợi bác và đảng chẳng hạn, vân vân và vân vân. Nhưng có một cái chi tiết tôi muốn nêu ra đây, đó là mục đích thông qua các tác phẩm âm nhạc để phản ánh nét đẹp trong bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em đang chung sống trên quê hương Bình Thuận. Tôi nhấn mạnh tới trên quê hương Bình Thuận. Và tất cả những cái chủ đề mà ban tổ chức đưa ra đều nói về quê hương Bình Thuận, không phải một nơi nào khác. Đây là một chương trình không cái chủ đề, nó không có mở rộng và nó không phải là một cái chủ đề tự do. Do đó, việc chấm giải nhất cho cái bài hát của ông Hoàng Phước, nó đã làm cho mọi người
đều nêu ra những cái thắc mắc giống như nhau mà thôi. Ông Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đức Hòa đã đưa ra chủ đề và nội dung trên giấy trắng mực đen cho bàn dân thiên hạ đều thấy hết. Không phải một mình tôi thấy mà bạn tôi đọc rất là nhiều. Thế nhưng khi chấm giải thì sao? Ban tổ chức đã chấm một bài hát không ăn nhập gì đến quê hương Bình Thuận. Cái thứ nhất là những người Bình Thuận, người ta đều mong chờ những người sáng tác, những bài hát, những bài ca có mang dáng dấp hình ảnh của quê hương nơi họ sống, cũng như ban tổ chức đã đưa ra. Và như vậy, nếu ở đó có một người nào có những cái bài hát hoặc những ca khúc hoặc những bài thơ hay thì đó là một niềm hãnh diện. Và người ta, những người dân Bình Thuận, người ta nhớ đến cái bản nhạc đó. Ai về đâu thì bài hát này lại nói về một nơi xa lắc xa lơ, đó là Nha Trang. Mà Nha Trang của ngày xưa có tháp bà Bồ Nà Gà, một ngôi đền Chăm Pa, đã được xây dựng vào thời kỳ đạo Hindu cường thịnh. Như vậy là tác giả đã lội ngược dòng nước để mang di sản văn hóa của Nha Trang đem về Bình Thuận ca ngợi lung tung. Nó đã đi ra khỏi cái chủ đề hạn chế của ban tổ chức. Theo tôi thấy, khi đi tìm tài năng, tức là chúng ta mở ra những cái ngày tháng và những thời điểm để cho các văn nghệ sĩ được sáng tác. Như vậy tức là đi tìm tài năng và đi tìm những cái bài hát, những cái bài thơ hay, những sự sáng tạo. Nhưng ở đây không phải là chúng ta bày ra một cái chương trình thi cử hay là ganh tranh đua tài năng với nhau, mà nó đi vào một cái vấn đề là bày đàn do sự quen biết hay là có do sự đúc lót tiền bạc dưới gầm bàn. Tôi nói ở đây không phải là tôi nói ông Nguyễn Đức Hòa, nhưng mà ở Việt Nam nó có rất nhiều cái vấn đề như vậy. Có nghĩa là người ta dùng tiền bạc, dùng sự quen biết để người ta đi mua cái danh, thì điều đó nó không có phù hợp với một cái chương trình gọi là thi đua tìm tài năng và thi đua trong cái sáng tác. Thì nó phải đi tìm chọn những cái bài hát nào và những cái nhân tài thực sự để chúng ta có thể đưa lên cho công chúng được biết. Và đồng thời nữa là nó sẽ nâng cao được cái giá trị của cái tác phẩm đó và nâng cao cái giá trị và cái sự công bằng của ban tổ chức. Tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Đức Hòa cũng cần nên xem xét lại cái giải nhất này, và ông có thể hành động như thế nào đó để cho nó phù hợp với cái yêu cầu, mục tiêu cũng như là cái chủ đề mà ông đưa ra. Đó là ý kiến riêng của tôi. Và ông cũng có thể lý giải hay là cho mọi người biết vì lý do gì ông lại chọn cái bài hát này và trao cho cái bài hát này giải nhất. Hay ông cũng nên sửa lại cái nội dung cuộc thi sáng tác, là ông bảo rằng đây là một đề tài tự do, tác giả muốn viết gì cũng được, ở đâu cũng được, ở trên quê hương Việt Nam, tất cả trên thế giới, hả thích cái gì viết cái đó, thì người ta sẽ không thắc mắc. Nhưng khi ông đã đi vào một cái chủ đề nào đó, tức là cái chủ đề đó nó phải đi vào trong cái nội dung, cái bài hát đó, là bài thơ đó, nó phải đi vào trong cái nội dung, thì nó mới mang được cái sự công bằng, và đồng thời nữa là người ta không có thắc mắc. Chính bản thân tôi là một cái người không biết gì về Bình Thuận nó đẹp như thế nào, như hiện nay đẹp như thế nào ra sao tôi không biết, nhưng mà qua những cái bài hát đó tôi mới hình dung được. Còn ở đây là tôi thấy đây là một bài hát hát về Nha Trang, nói về Nha Trang mà nói về cái đền thờ xa xưa, chứ không phải nói về Bình Thuận. Tôi xin hết, và tôi xin chúc ông được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, và đồng thời đừng có bực mình là bởi vì có đôi khi những cái điều mình làm ra mà mình không có tham khảo ý kiến, hoặc là có một cái ý kiến nào đó nó thiên lệch, hoặc là mình không công bằng về một vấn đề gì đó, nó sẽ gây cho công chúng có một cái sự so sánh, có những cái ý kiến bất đồng, thì điều đó nó không hay lắm. Xin chào ông và chúc tất cả quý văn nghệ sĩ
của Bình Thuận luôn luôn bình an hạnh phúc. Xin tạm biệt. Tôi muốn nói với em về một thành phố biển xanh, nơi gió cát xôn xao ngọt ngào vừa trong nắng mới. Chiều mũi né nhuộm muôn sắc màu, đêm phố hài lấp lo trăng mơ. Phan Thiết tôi ơi, Phan Thiết tôi yêu, Phan Thiết quê tôi, Phan Thiết trong tôi, Phan Thiết.